Các bạn thân mến, 70 chống gậy ra đi, than thân rằng thỏa đang thì không chơi. 70 chống gậy ra ngồi, xuân ơi xuân có tái hồi được chăng? Các bạn thân mến, bên cạnh những người già được coi là cây cao bóng cả, với một số người khi về già lại sinh thêm những tính khí xấu mà có thể trước đây họ không có. Già sinh tật, đất sinh cỏ. Đời người khi về già, lẽ già phải biết giữ gìn đạo đức, làm gương cho con cháu nhưng không phải ai cũng hiểu thấu Có những người tuổi cao mà không an phận Thay vì dưỡng già Lại xa đọa vào những thú vui chắc táng Gây khổ lụy cho cả gia đình Đáng lý ở tuổi này Họ phải để phúc cho đời sau Nhưng ngược lại Sự ích kỷ, ham mê nhất thời Lại biến họ thành gánh nặng cho con cháu Xin kính mời quý vị và các bạn Cùng lắng nghe chuyện ngắn ngay sau đây Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. trời chiều dần buông xuống Nhưng không khí bên trong nhà ông Khôi vẫn ồn ào náo nhiệt Tiếng cười nói, tiếng chèn đũa va chạm Và tiếng nhạc sập sình vang khắp xóm nhỏ Bên ngoài, bà Hiền em gái của ông Khôi Chạy hộc tốc đến trước cổng nhà Mặt đỏ bừng vì tức giận Bà không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt Trong sân, ông Khôi mặc bộ vét bảnh bao Đứng bên cạnh là một người phụ nữ tầm 45 tuổi Mặc chiếc áo trễ ngực dài đỏ thắm chồng có vẻ lố lăng với tuổi tác của bà ta. Đó không ai khác chính là bà Vân, người phụ nữ mà ông Khôi vừa tuyên bố sẽ tái hôn. Trước mặt họ là một bữa tiệc linh đình, nào là bàn ghế sắp xếp sang trọng, nào là máy ảnh máy quay thuê về để ghi lại khoảnh khắc quan trọng. Thế nhưng bữa tiệc này chẳng phải tiệc của gia đình, cũng chẳng có sự góp mặt của anh chị em trong nhà. Xung quanh bàn tiệc những người bạn cờ bạc của ông khôi cùng vài kẻ vay nợ và đám người bất hảo ngồi uống rượu cười nói ồn ào bọn họ có vẻ quen thuộc với bà vân mỗi lần bà cười lại khoe hàm răng trắng sứ vừa mới làm xong thì một vài tên lại vỗ tay cười lớn khung cảnh hỗn độn và xô bồ hoàn toàn khác với không khí sang trọng của một buổi đính hôn thật sự bà hiền đứng đó nghẹn họng vì tức giận mắt mở to đầy kinh ngạc và thất vọng anh trai bà đã lớn tuổi rồi sao còn tổ chức những thứ nông nổi như thế này tệ hơn nữa toàn bộ anh em trong nhà đều không được mời lý do duy nhất bà hiền biết là vì họ đã phản đối cuộc hôn nhân này kịch liệt nhớ lại một tuần trước ông khôi đã triệu tập cả gia đình đến nhà để họp gia đình khi ấy ông ngồi trong phòng khách vẻ mặt nghiêm túc mắt nhìn xung quanh ông quyết tâm rồi tuyên bố anh quyết định tái hôn đấy trước đây con các cô chú cưới anh mừng bao nhiêu Thì liệu liệu lần này mừng lại cho tương xứng Cả nhà đứng hình không ai dám tin vào tay mình Bà Hiền em gái ông Khôi là người đầu tiên lên tiếng Cái gì? Anh già rồi còn cưới cái gì nữa? Mà anh cưới ai? Ai cưới anh? Ông Khôi quắc mắt nhìn em gái miệng nhâm nhi chén trà Mày cứ biết tao lấy đàn bà không phải đàn ông là được Chú Tư lên tiếng bảo Đừng nói với em là anh lấy con mụ vân đầu làng nhá Mọi người xì xào bàn tán Mụ vân làng lơ ấy á Bà Hiền nghe thế nhảy dựng lên Ôi giời Cái con vân đấy Mọi người đều biết cô ta suốt ngày đi chơi Ăn mặc hở hang Tối nào cũng tiếp đàn ông đến muộn Anh cưới về để nuôi báo cô đấy à Chủ tư cũng không thể giữ im lặng Giọng đầy lo lắng Anh Khôi Cả làng ai cũng biết tiếng bà Vân mải chơi, lười làm Anh đừng vì cô đơn mà quyết định sai lầm nhưng ông Khôi không muốn nghe Mặt ông tối sầm lại Giọng đanh thép Các người không hiểu cái gì cả Ai cũng có quyền được hạnh phúc Dù là ở tuổi nào Tôi già nhưng tôi biết mình cần gì Từ nay tôi không cần phải ai dạy tôi cách sống nữa Cả nhà nín lặng Trước thái độ cứng rắn của ông Dù ai khuyên nhủ thế nào Ông Khôi vẫn không nghe Cuối cùng thẹn quá hóa giận Ông đứng phát dậy đuổi tất cả mọi người về Miệng tuyên bố Đính hôn tôi sẽ không mời bất cứ ai trong cái nhà này. Mấy người không ủng hộ thì không cần phải đến. Bà Hiền vốn nồng tính, thấy anh trai như vậy không chịu nổi, gắt ôm lên. Anh chẳng ra làm sao cả, già đầu hai tư tóc rồi, còn bảy đặt cưới với trả xin với mấy cái đứa danh con mất nết đấy, rồi nó lửa cho trắng váy ra. Bà Hiền nhớ lại khoảnh khắc ấy, tìm thắt lại, không ai có thể tin rằng Ông Khôi ở tuổi xế chiều lại bị cuốn vào cuộc hôn nhân cạch cỡm này. Và tệ hơn nữa, ông đang cố tình cắt đứt mọi sự can ngăn từ gia đình. Quay trở lại hiện tại, bà Hiền đứng lặng người trước cảnh tượng đầy phản cảm. Bà không thể ngăn mình bước vào trong. Bước qua đám người bất hảo đang ồn ào cười nói. Mỗi bước chân bà như nặng chịu, nhưng quyết tâm không để anh mình tiếp tục xa vào sai lầm. Anh Khôi, giọng bà nghẹn lại, đầy tức giận lẫn đau xót. Anh tổ chức cái trò này mà không thèm mời lấy một ai trong nhà à? Cả nhà ai cũng đã cảnh báo anh. Vậy mà anh vẫn không chịu nghe. Ông Khôi quay lại nhìn em gái mình, mặt tối sầm nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô Hiền, đây là chuyện của tôi. Tôi không cần ai dạy đời. Bà Hiền giận đến tím mặt, giọng run lên. Anh đã lớn tuổi rồi. Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho con cháu chứ. Cái gì mà nhạc sập sình cả xóm này người ta tưởng thằng Nam lấy vợ đấy, chứ không phải bố nó già đầu rồi, còn máu hơn cả con đâu. Ông Khôi giận tím mặt không đáp lại, vài người trong đám ban nhạc họ cũng nín cười. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, nhưng chẳng ai dám nói gì, chỉ có bà Vân đứng bên cạnh, tỏ vẻ khinh khỉnh, rồi bước tới chen vào giữa hai anh em. Chị Hiền này, tôi nghĩ chuyện của anh Khôi là chuyện riêng của chúng tôi, chị không có quyền xen vào, nếu chị không thích thì cứ về đi, không ai ép chị vì dự tiệc này hết. bà Hiền quay sang nhìn bà Vân. cô nghĩ tôi không biết cô là người thế nào sao? mấy tháng cô về đây cả xóm ai cũng rành. đừng tưởng tôi không hiểu cô đang lợi dụng anh Khôi. bà Vân nhếch mép cười mỉa. tôi ở đây lo cho anh Khôi, còn chị thì làm được gì? chị cứ việc soi mói nhưng tôi không quan tâm đâu. ông Khôi bước tới mặt đỏ bừng vì tức giận. Đủ rồi Hiền Nếu em không muốn chúc phúc cho anh Thì cứ về đi Tôi không muốn ai phá hỏng ngày vui của tôi đâu Bà Hiền nhìn anh trai Lòng đầy cay đắng Bà quay lưng bước ra khỏi cổng Trong lòng vừa buồn vừa giận Chú rẻ 70 tuổi kia là ông Khôi Từng là người có tiếng trong làng gỗ ở Hà Đông Gia đình ông thuộc hàng khá giả Vợ ông bà Tuyết là người phụ nữ đảm đang Lo toan mọi chuyện trong nhà Từ cơm nước đến dạy dỗ con cái ông thì bận rộn với những hợp đồng lớn tiền bạc cứ chảy vào như nước được cái kiếm tiền giỏi nhưng ông khôi lại đổ hết vào những thú vui tiêu khiển đặc biệt là cờ bạc ngày ông cắm đầu vào những dự án gỗ tối về lại lăn lộn ở những sới bạc khắp nơi cờ bạc với ông khôi lúc ấy không chỉ là trò giải trí mà là cách để ông khẳng định mình ông vẫn thường huênh hoang với bạn bè rằng ông là người có quyền chơi có quyền tiêu tiền vì đơn giản ông là người kiếm ra nó tiền vào tối hôm trước Hôm sau đã nướng hết vào canh bạc đỏ đen Những cuộc vui không dứt Bà Tuyết nhiều lần khuyên can chồng dừng lại Nhưng những lời nói của bà Giống như gió thổi qua tai ông Khôi Mỗi lần bà mở lời Ông lớn tiếng quát mắng Bà là đồ vô tích sự Bà làm được gì Ngoài việc tiêu tiền của tôi Đừng có can thiệp vào việc của tôi Bà Tuyết đành cấp nín Nuốt những giọt nước mắt vào trong Nhiều lần bà định dắt con bỏ đi nhưng nhìn thằng nam bà lại nhẫn nhịn tự nhủ vì con mà cố gắng rồi để người phụ nữ tần tảo ấy kết thúc trong bệnh tật khi bà mất ông khôi vẫn đang mải mê với những ván bài thâu đêm lúc nhận được tin ông có về nhưng cái đám tang ấy cũng chẳng thay đổi được cuộc đời ông từ sau khi vợ mất ông khôi càng trượt dài trong con đường cờ bạc gia sản cạn kiệt từng mảnh đất căn nhà sườn gỗ đều lần lượt bị bán đi để trả nợ Thằng Nam là đứa con duy nhất của ông bà, khác hẳn với bố, Nam từ nhỏ đã là đứa con chăm chỉ học hành giỏi giang. Sau này khi lớn lên, Nam tốt nghiệp đại học loại giỏi, được nhiều tập đoàn săn đón. Nam cũng từng có ước mơ ra nước ngoài làm việc, nhưng ước mơ ấy đã bị dập tắt bởi chính người cha của mình. Năm Nam ra trường, anh nhận được lời mời từ một tập đoàn dệt may lớn, với cơ hội làm việc ở nước ngoài, lương cao, cơ hội thăng tiến rõ ràng, đó là điều mà Nam đã ao ước từ lâu Thế nhưng khi anh bàn bạc với bố Ông Khôi nhất quyết không đồng ý Ông viện đủ lý do Nhà chỉ có hai bố con Mẹ mày chết rồi Giờ mày cũng đi Tao biết sống với ai Bố già rồi Đau dạ dày suốt Trầm cảm lúc nào không biết Nếu con đi Bố sẽ đổ bệnh theo mẹ mày chết Nam đứng chất lặng trước những lời bố nói Đó là một cơ hội lớn Một giấc mơ Mà anh đã ấp ủ từ lâu nhưng anh cũng không thể bỏ lại bố một mình. Sự hiếu thảo và trách nhiệm với gia đình đã khiến Nam đưa ra quyết định từ bỏ tất cả. Anh tiếp tục ở lại Hà Nội tìm công việc gần nhà để tiện chăm sóc bố. Những tháng ngày sau đó, Nam vẫn làm việc chăm chỉ. Anh biết bố mình đã không còn như trước nên hàng tháng vẫn gửi tiền về để ông Khôi có tiền tiêu xài, lo cuộc sống. Nhưng dần dần, Nam nhận ra số tiền anh gửi về không chỉ để ông khôi sống mà còn để ông tiếp tục duy trì những thói quen cũ. Dù không còn cờ bạc nhưng ông vẫn tìm kiếm những niềm vui mới. Tuổi già đến, ông Khôi không còn sức để theo đuổi những canh bạc, những trận đỏ đen năm xưa. Giờ chỉ còn là kỷ niệm nhưng ông vẫn không từ bỏ thói quen tiêu xài hoang phí. Lúc đầu, ông cũng biết giữ chừng mực, dùng tiền năm gửi về để sống qua ngày. Nhưng càng ngày, Ông càng cảm thấy cô đơn, trống trải Ông cần ai đó bên cạnh Cần niềm vui mới Và chính lúc ấy bà Vân xuất hiện Bà Vân người phụ nữ quá chồng 45 tuổi Nước da trắng dáng người đẩy đà Ăn mặc khá lòe lẹ loẹt Nổi bật hơn hẳn những người phụ nữ khác trong khu Bà ta dọn đến khu này không lâu Ngay lập tức đã trở thành tâm điểm Của những lời bàn tán trong xóm Người ta bảo bà này lắm chiêu trò Mồm mép khéo léo tính tình là lôi nhưng cũng không ai rõ bà làm nghề gì chỉ biết bà sống một mình thỉnh thoảng thấy có vài người đàn ông đến thăm gặp ông khôi bà vân lập tức nhận ra đây là con mồi lý tưởng ông ta có chút tiền lại đơn độc và quan trọng nhất ông khôi đang rất cần một người phụ nữ bên cạnh bà vân nhanh chóng tiếp cận bằng cách tỏ ra ân cần dịu dàng chăm sóc ông khôi với ông, bà là luồng gió mới, một niềm vui tuổi già mà ông tưởng như không bao giờ có được. Một buổi chiều cuối thu, khi ông Khôi đang loay hoay dọn dẹp trước cửa nhà, bà Vân đạp xe qua, chiếc xe cũ kỹ nhưng được trang trí màu mè bằng đủ loại bông hoa nhựa. Bà chào ông với nụ cười tươi. Chào anh Khôi, em là Vân, nhà ở gần đây, thấy anh hay ngồi một mình, chắc là buồn lắm nhỉ? Ông Khôi ngạc nhiên dừng tay quay lại nhìn. Bà Vân hiện diện với bộ váy lẻ loẹt son phấn đậm, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ tươi tắn. Ôi chào cô, tôi cũng có ở một mình thật, cô biết tên tôi sao? Ông Khôi hơi bối rối. Ôi trời, cả cái khu này ai chẳng biết anh. Trước đây anh là chủ gỗ lớn mà, mấy người xung quanh toàn nhắc đến anh. Nhưng giờ anh có vẻ cô đơn quá. Đúng là tuổi già, lúc có người bên cạnh thì chẳng thấy đến khi một mình thì buồn lắm." Bà nói nhẹ nhàng, giọng đầy đồng cảm. Ông Khôi im lặng, hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng thấy được chia sẻ. "Thế cô sống với ai?" ông hỏi. "Em quá chồng cũng có một mình thôi, thế nên em hiểu cảnh của anh lắm." Bà Vân bước gần lại, đặt tay lên cánh cổng gỗ, vẻ thân thiện hơn. "Này, em thấy mấy bữa nay trời đổi gió." anh sống một mình thế này có sợ ốm không người già mà lỡ ốm đau chẳng có ai kể bên thì khổ nghe vậy ông khôi gật gù thở dài cũng buồn thật cô ạ à, con cái thì đi làm xa mình tôi lủi thủi bà vân khéo léo chuyển câu chuyện giọng ngọt như mật em nghĩ tuổi này rồi chỉ cần có người bên cạnh để chia sẻ chăm sóc nhau lúc yêu đau là quý nhất cuộc đời ngắn lắm còn sống thì phải vui Phải biết thương bản thân mình anh nhỉ Ông Khôi cảm thấy lòng mình dịu lại Lần đầu tiên sau bao năm tháng cô quạnh Có người nói chuyện với ông như thế Từ hôm đó Bà Vân hay ghé qua nhà Đem cho ông vài món ăn nhỏ Mấy bữa còn nấu nướng cho ông cùng ăn Bà Vân xuất hiện trong cuộc đời ông Khôi Một cách đầy bất ngờ Như một làn gió thổi vào cuộc sống cô đơn của ông Bà không phải người phụ nữ đoan trang dịu dàng như người phụ nữ mà ông Khôi từng gặp. Trái lại, bà Vân toát lên một vẻ quyến rũ lẳng lơ mà bất kỳ ai nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra. Nhưng với ông Khôi, điều đó lại là điểm cuốn hút lạ thường. Bà Vân luôn biết cách chăm chút bản thân, từ bộ đồ ngủ mỏng manh khoe làn da trắng đến mái tóc lúc nào cũng thơm ngát mùi nước hoa. Buổi tối hôm đó, ông Khôi ngồi trước mâm cơm do bà Vân vừa chuẩn bị. Bữa cơm tuy đơn giản, chỉ có mấy món nhưng được sắp xếp tươm tất gọn gàng. Bà Vân bước ra từ bếp, tay cầm bát canh, điệu bộ nhẹ nhàng nhưng đầy cố ý. Bà mặc chiếc áo hai dây mỏng tang, quần đùi ngắn cũn cỡn, bước đi uyển chuyển như muốn khoe hết những gì gọi cảm nhất. Anh Khôi, mời anh dùng bữa. Giọng bà nhẹ nhàng, đôi môi đỏ thắm mỉm cười quyến rũ. Ông Khôi thoáng bối rối, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi dáng hình của bà. Bà Vân biết điều đó và cố tình cúi xuống chỉnh lại bát đĩa ngay trước mặt ông. Để lộ phần vai trần và làn da mịn màng. Ánh mắt ông Khôi bỗng trùng lại, trái tim giả nua đập nhanh hơn khi nhìn bà Vân. Anh ăn thử món em nấu đi, xem có hợp khẩu vị không? Bà đưa đũa cho ông, giọng nói vừa đủ dịu dàng, vừa đủ thách thức. Ông Khôi đón lấy đôi đũa, gật đầu, nhưng trong lòng lại dối bời ông biết trong lòng bà có điều gì đó khó hiểu không đúng lắm nhưng ông bỏ qua tất cả chỉ cần có ai đó bên cạnh chỉ cần không còn cô đơn nữa là đủ bữa cơm không dài nhưng đầy những ánh mắt cử chỉ đầy tính toán của bà vân mỗi khi ông khôi định nói gì đó bà lại chớp mắt cười duyên rồi nhẹ nhàng chạm tay lên vai ông ánh mắt nhìn ông như muốn nói điều gì đó xa hơn anh ăn xong rồi thì để em dọn dẹp anh nghỉ ngơi đi nhá Có em lo cho anh rồi Ông Khôi ngồi ngẩn ra lặng lẽ nhìn bà Vân đi lại trong nhà dáng đi uyển chuyển đầy vẻ quyến rũ Mọi người có thể nói gì thì nói Nhưng với ông Bà Vân là người đầu tiên Khiến ông cảm thấy cuộc sống này đỡ chống trải Dù biết trong lòng có điều khó hiểu Nhưng lời đồn thổi về bà chưa bao giờ dừng lại Nhưng ông Khôi vẫn cố tình phớt lờ Đêm về khuya, Bà Vân ngồi sát bên ông Khôi trên chiếc ghế sofa. Trời bắt đầu trở lạnh, bà kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên, hơi tựa vào người ông, giọng ngọt ngào. Em biết anh cô đơn, cũng như em. Cả đời em chưa từng tìm thấy người nào quan tâm em như anh. Bà Vân nói xong, mắt lòng lanh nhìn ông Khôi, bàn tay mềm mại đặt lên tay ông. Ông Khôi thoáng ngại ngùng, nhưng lại cảm thấy ấm lòng. Cái cảm giác được ai đó quan tâm dù chỉ là một người xa lạ, khiến ông không thể cưỡng lại. Khuya rồi, mình đi ngủ sớm đi anh. Bà nói, giọng vẫn ngọt ngào, dịu dàng như rót mật vào tay. Trong căn phòng nhỏ, không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và hơi thở đều đều của cả hai. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên những đường nét mờ nhạt trên gương mặt già nua của ông Khôi, khiến ông có vẻ như đang trầm tư, nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ mong chờ. Bà Vân bước đến gần hơn, bóng dáng lả lướt trong bộ váy ngủ mỏng, khẽ ngồi xuống bên cạnh ông. Mái tóc bà buông dài, mềm mại, rủ xuống bờ vai trần, khiến từng cử động nhỏ nhất của bà như chứa đựng sự dịu dàng và tinh tế. Ánh mắt bà tìm đến ông Khôi, không vội vàng mà chậm rãi, nhẹ nhàng như để nói với ông rằng bà hiểu được mọi điều ông cần anh anh mệt lắm phải không giọng bà thì thầm như một lời thổ lộ hơn là câu hỏi ông khôi khẽ gật đầu nhưng trong lòng ông chẳng còn chỗ cho sự mệt mỏi mà chỉ là sự ấm áp dâng lên từng chút ở cái tuổi gần đất xa trời ông không còn cảm giác nôn nao của tuổi trẻ nhưng lại trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh một người phụ nữ dù đó không phải là tình yêu trọn vẹn bà vân chạm nhẹ lên vai ông đôi tay mềm mại di chuyển lên khuôn mặt đã đẩy nếp nhăn ánh mắt ông khôi như đắm chìm trong khoảnh khắc ấy bàn tay của bà mang lại một cảm giác mà đã từ rất lâu ông không còn trải qua không phải là đam mê thể xác mà là sự gần gũi sự kết nối của hai con người cô đơn tìm đến nhau hơi thở của bà thoảng qua đủ gần để ông cảm nhận rõ sự tồn tại của bà sự hiện diện mà ông cần đến. Có em ở đây, anh sẽ không bao giờ phải một mình nữa." Lời bà Vân dịu dàng, nhưng trong đó chứa đựng những điều mà ông Khôi muốn nghe, muốn tin. Bà khẽ dựa vào ngực ông, đôi mắt khép hờ, làn da mịn màng áp vào, khiến trái tim ông Khôi như được sưởi ấm. Cái cảm giác của hơi thở ấm áp, của sự gần gũi nhẹ nhàng làm ông quên đi tuổi tác, quên cả những lo lắng mơ hồ về tương lai hơi thở ông dần trầm lắng, lòng tràn ngập sự an ủi, sự ấm áp mà lâu nay ông đã thiếu. Mỗi lần nhìn thấy cảnh anh trai mình gần gũi với bà Vân, bà Hiền cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt lại. Bà biết bà Vân không yêu thương gì ông Khôi, nhưng sự khéo léo mưu mô của bà Vân khiến ông Khôi lún sâu. Mỗi cái vuốt ve, mỗi lời ngọt ngào giả dối của bà ta đều làm ông Khôi thêm mù quáng. Anh, sao anh lại để mình bị lừa như vậy? bà hiền từng nói với anh trai giọng nghẹn ngào, cô ta không yêu anh đâu, cô ta chỉ lợi dụng anh thôi, anh không thấy rõ sao? nhưng ông khôi chỉ thở dài, đôi mắt tránh né ánh nhìn của em gái. thôi, cô kệ tôi đi, đòi ai người ấy sống, ai sống thay tôi được không? bà hiền nghe thế mà lòng quặn đau, anh trai bà dù biết rõ mọi chuyện vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy ngọt ngào của bà Vân. Ông Khôi không còn là người đàn ông mạnh mẽ quyết đoán ngày xưa, mà giờ đây chỉ là một người già yếu, bị giam cầm trong sự lừa dối mà chính ông tự nguyện bước vào. Cứ thế, bà Vân nhanh chóng bước vào cuộc đời ông Khôi, như một lẽ tự nhiên, ông bắt đầu chi tiền để bà mua sắm, ăn uống và thậm chí còn đưa bà đi du lịch. Hàng xóm xung quanh bàn tán ra vào, nhưng ông Khôi chẳng để tâm, nam thì đi làm xa chỉ nghe thoáng qua những lời đồn thổi của cô chú trong dòng họ rằng bố mày càng già càng đổ đốn dẫn mụ vớ vẩn về nhà sống nam nghe thấy buồn lắm nhiều lần gọi điện khuyên bố ông khôi chỉ bù lu bù loa lên tao cô đơn mày thì đi làm suốt còn cái nhà này chỉ có tao với cái bóng tao sống thế này đến bao giờ giờ tao có người chăm sóc bầu bạn mày không lo được thì để người khác lo Nam không nói được gì thêm, chỉ biết lặng lẽ gửi tiền để ông sống ổn định, mặc kệ lòng mình gợn lên những lo âu. Từ hôm đó, bà Vân bắt đầu ở nhà ông Khôi như chủ nhân thực thụ, bà thường xuyên đòi hỏi ông mua sắm đồ đạc, rồi viện cớ dẫn ông đi chơi, ăn uống xa hoa. Ông Khôi vì quá mải mê sự quan tâm của bà mà chẳng tiếc tiền, dù đó đều là tiền Nam gửi về. Một buổi sáng, bà Vân ngồi bên cạnh ông, miệng vẫn líu lo, vừa trò chuyện, vừa liếc mắt ngó nghiêng trước điện thoại. Bất chợt bà dừng lại, cầm lấy tay ông. Anh này, em nghĩ mình nên đi nghỉ dưỡng một chuyến. Cả đời anh vất vả, giờ có tuổi rồi, phải để bản thân được thư giãn chứ. Em biết một khu nghỉ rất đẹp ở Đà Lạt, vừa trong lành, vừa yên tĩnh, hợp với người cao tuổi như anh. Ông khôi cười, nhưng hơi ngẩn ngừ, đà lạt thì cũng thích nhưng tiền bạc dạo này hơi chật vật em ạ bà vân bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi anh nghĩ em ham hố gì tiền bạc của anh à em chỉ muốn anh được vui thôi nếu anh không thích thì thôi vậy em chẳng ép em cứ tưởng sống với nhau thì phải chăm sóc cho nhau chứ thế bà vân buồn ông khôi liền đổi giọng vội vàng an ủi không phải không phải em muốn đi thì đi tôi đâu có tiếc chỉ cần em vui là được. Thế là họ đi. Bà Vân đặt vé, chọn khách sạn hạng sang. Chỉ tiêu không tiếc tay. Ông Khôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mặc cho số tiền từ Nam gửi về cứ vơi dần. Những tưởng bà Vân thực sự quan tâm. Nhưng thực tế, bà chỉ lợi dụng sự cả tin của ông để tận hưởng. Thì thoảng, Nam gọi điện về cho cha. Giọng lo lắng. Bố à, mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ? Ông Khôi cười vang qua điện thoại Bố ổn lắm Có người chăm lo cho bố Con đừng lo Chỉ cần lo công việc của con thôi Đừng can thiệp vào chuyện riêng của bố Nam chưa kịp nói thêm Ông Khôi đã cúp máy Nam biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của bố Đành tiếp tục gửi tiền về hàng tháng Để ông có cuộc sống ổn định Tránh rơi vào cảnh cờ bạc như trước Trong lòng anh ngổn ngang trăm mối Nhưng ngoài công việc bận rộn anh không thể trực tiếp về chăm sóc bố. trong xóm ai cũng nhìn ra sự thật bà vân cứ càng ngày càng tỏ rõ ý đồ khi liên tục yêu cầu ông khôi chi tiền cho những khoản tiêu xài hoang phí, hết mùa sắm quần áo đến dẫn ông đi nhà hàng hạng sang. Có lần bà hiền em gái của ông khôi ghé qua nhà, thấy ông khôi với bà vân vừa đi du lịch về liền gọi ông ra một góc giọng đầy cảnh giác. anh khôi, cái bà vân này không phải người tử tế đâu anh có tuổi rồi đừng để người ta lừa lọc thế em nói thật cả xóm ai cũng biết bà ta là loại người gì rồi ông khôi cau mày khó chịu mày cứ để yên cho tao sống tao biết tao làm gì đừng có mà can thiệp vào chuyện của tao bà hiền hắng giọng nhìn thẳng vào anh trai anh không tỉnh ngộ thì sẽ khổ đấy đừng để đến lúc mất hết rồi mới biết mình bị lừa nhưng ông khôi gạt đi ông tin rằng bà Vân thực sự yêu thương mình. Những lời khuyên can của bà Hiền hay hàng xóm chẳng làm ông lay chuyển. Nói một lúc thì bà Vân từ trong nhà bước ra, ngồi ngoài hiên, mặc bộ váy lẻ lẹ loẹt bỏ sát người, màu sắc chói mắt, chẳng hợp tuổi chút nào. Bà Vân gác chân lên ghế, tay thì tỉa tót móng tay, mặt mày thảnh thơi. Trong nhà, ông Khôi tất bật chuẩn bị trả bánh, nhìn mà chẳng khác nào phục vụ bà ta bà hiền đứng ở ngoài nhìn cảnh ấy mà lòng dậy lên cơn giận cháu mình phải ngày đêm làm việc cật lực để gửi tiền về còn ông anh trai thì cứ ngây ngốc ở nhà hầu hạ bà vân thường cháu bao nhiêu tức anh bấy nhiêu bà hiền không thể kiềm chế thêm được nữa bước thẳng vào nhà nhà cửa sống kiểu gì thế này bà hiền nói lớn giọng đầy bực tức ông khôi ngẩng lên nhìn mặt nhăn nhó khi thấy em gái vào nhà bà vân vẫn ngồi im tay tỉa móng, mắt nhìn lâu đãng, chẳng buồn để ý đến bà Hiền. Cô lại lắm chuyện gì thế? Chẳng có việc gì thì về đi." Ông Khôi nói giọng bực bội. Không đáp lại ông Khôi, bà Hiền liếc thẳng vào bà Vân rồi lớn tiếng. "Cô ăn mặc thế này mà coi được à? Đã không lo được cái gì thì thôi, đằng này chỉ suốt ngày trưng diện, tiêu tiền hoang phí, thằng nam đi làm cực khổ để nuôi hai người, cô tưởng ăn không ngồi rồi mà xài thoải mái thế à?" Bà Vân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng Không thèm quay lại nhìn Chỉ hất hàm nói Cô Hiền này Cô là em chồng Không phải mẹ chồng tôi Tôi ở đây với anh Khôi Là chuyện của chúng tôi Cô đừng suốt ngày soi mói Cô không thích thì cứ về đi Tôi đâu có mượn Bà Hiền tức điên người Không ngờ bà Vân lại hỗn đến thế Bà chỉ thẳng tay vào mặt bà Vân Giọng đẩy uất ức Cô đừng tưởng tôi không biết cô là loại người gì cô chỉ giỏi bòn rút cái nhà này ăn không ngồi rồi tiêu tiền của cháu tôi cô nghĩ cô là ai mà ăn xài phung phí như thế đừng tưởng tôi để yên cho cô lừa gạt mãi bà vân nghe xong cười nhạt quay sang đối đáp ngay tôi ở đây chăm sóc anh khôi cô cứ làm như tôi ăn bám không bằng cô không ở đây không hiểu tình cảm của chúng tôi thì đừng phán xét tôi chẳng đụng đến tiền của thằng nam toàn lo cho nhà cửa đàng hoàng thôi cô cứ đừng xen vào chuyện người khác mãi thế ông khôi lúc này đứng dậy mặt đỏ gay đập mạnh tay xuống bàn thôi đủ rồi hiền cô về đi đừng có đến đây làm loạn nhà tôi bà hiền quay sang ông khôi giọng đầy thất vọng anh mù quáng đến thế à anh để nó lợi dụng mà không biết con mình thì nai lưng kiếm tiền còn anh thì ở đây chiều chuộng nó như bà hoàng anh cứ sống thế này rồi lúc mất hết mới tỉnh ngộ ông khôi càng giận quát lớn về ngay tôi sống thế nào là chuyện của tôi cô là em thì đừng có bà sen vào bà hiền nhìn ông khôi đôi mắt vừa thương xót vừa tức giận nhưng biết có nói thêm cũng vô ích bà đành quay lưng bước ra khỏi nhà lòng đầy cay đắng anh trai bà càng ngày càng mê muội đến thế ra đến cổng bà hiền hít một hơi dài tự nhủ mình sẽ không thể đứng nhìn mãi được chắc chắn bà sẽ còn phải quay lại đây nhưng hôm nay bà biết con nói cũng không thay đổi được gì trong nhà ông khôi ngồi xuống ghế vẫn giận sôi lên bà vân thấy thế nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nịnh bợ anh đừng để ý cô ấy nói gì cô hiền có hiểu gì đâu chỉ biết soi mói người khác thôi em sống với anh thật lòng lo cho anh từng chút một nhưng ai cũng chỉ biết phán xét thôi ông khôi nghe vậy thở dài xua tay kệ cô ấy đi đừng quan tâm nữa dù trong lòng có chút lấn cấn Ông Khôi vẫn cố gạt đi Tự tôn của ông Cái tôi gia trưởng Không cho phép ông nghĩ rằng Mình đang bị lừa Ông vẫn tin vào những lời ngọt ngào của bà Vân Mặc kệ những lời cảnh báo Từ chính em gái ruột Một buổi sáng Nam nhận được điện thoại từ một người quen cũ của cha Giọng người đó có vẻ lo lắng Nam ơi Dạo này bố cháu sao thế Hôm trước chú gặp ông ấy ở quán nước Nghe ông bảo cần vay tiền gấp Chú tưởng ông có việc quan trọng Nên mới cho mượn Nhưng mà ông ấy nói sẽ dùng số tiền đấy cho bà Vân Không phải để lo việc gia đình chủ lo quá Gọi cho cháu để báo trước Nam ngồi thẫn thờ sau cuộc điện thoại Đầu óc quay cuồng Vay tiền vì bà Vân Lòng anh chịu nặng Đã nhiều lần Nam cố ngăn bố mình Lún sâu vào những trò của bà Vân Nhưng ông Khôi vẫn mù quáng Càng ngày anh càng cảm thấy bất lực Trước sự thay đổi của cha mình, chiều hôm đó, Nam tức tốc về nhà, căn nhà vẫn như thường lệ, lặng lẽ và trống trải. Bà Vân thì nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại, còn ông Khôi đang loay hoay pha trà. Vừa thấy Nam, ông Khôi ngẩng lên, mặt có chút lúng túng. "Con về đấy à? Sao không báo trước để bố đón?" Nam nhìn thẳng vào ông Khôi, giọng trầm nhưng nặng nề. "Bố, con vừa nghe chú Tư nói, bố đi vay tiền." Có thật là bố đang vay tiền để đưa cho bà Vân không? Ông Khôi khựng lại mặt biến sắc Nhưng nhanh chóng quay đi Cố gắng lảng tránh Chuyện nhỏ thôi mà Con đừng lo lắng Bố lo được Vân cũng cần chút tiền để trả nợ trước kia Sau này rồi đâu sẽ vào đấy Nghe thế Nam không thể kìm nén được nữa Anh bước lên trước Giọng gắt gào hơn Bố còn không hiểu cô ta đang lợi dụng bố sao Tiền của nhà mình Bao nhiêu năm con gom góp Cô ta tiêu xài hết rồi, giờ bố lại đi vay tiền để trả nợ cho cô ta nữa sao? Bố có nghĩ đến con không vậy?" Bà Vân ngồi đó, nghe thấy Nam nói liền bật dậy, mắt trừng trừng nhìn anh. "Cậu Nam này, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Tôi có làm gì thì cũng là sống với bố anh, tôi với bố anh còn sống chung, anh có quyền gì mà xen vào? Tôi lo cho bố anh từng bữa ăn giấc ngủ, anh không hiểu gì hết." Nam quay sang bà Vân, giọng không còn kiềm chế nổi. Cô lợi dụng lòng tin của bố tôi Bòn rút tiền của gia đình này Cô nghĩ tôi không biết gì sao Cả xóm ai cũng rõ Cô chỉ muốn moi hết tiền của bố tôi thôi Cả xóm ai cũng rõ Cô chỉ muốn moi hết tiền rồi bỏ đi Ông Khôi đứng phát dậy giận dữ Nam mày thôi đi Vân ở đây chăm lo cho tao Còn mày thì biết cái gì Cả ngày mày đi làm xa Tao ốm đau ai lo Mày chỉ biết nghĩ cho mày thôi Lời nói của ông Khôi như lưỡi sao găm vào tim Nam Anh chỉ nghĩ cho mình sao Nam cố nén cảm xúc Quay mặt đi để không phải nhìn thấy ánh mắt giận dữ của cha Bố Con đã từ bỏ bao nhiêu thứ Chỉ để lo cho bố Bố không biết sao Nam nói Dòng anh trùng xuống đầy đau đớn Cơ hội thăng tiến của con Bao lần con phải từ chối vì bố Chẳng lẽ bố không thấy sao Ông Khôi vẫn hầm hầm giận dữ Không để Nam nói hết mày thôi đi tao không cần biết giờ tao còn vân lo cho tao rồi mày không cần phải làm gì nữa bà vân đứng cạnh mỉm cười để đắc ý tay nhẹ nhàng đặt lên vai ông khôi cố tình thêm mắm thêm muối anh thôi đừng giận nữa nam nó còn trẻ chắc nó chưa hiểu hết mà thôi cứ để em lo cho anh là đủ rồi nam nhìn cảnh ấy chỉ thấy chua xót anh đã hy sinh bao nhiêu vì gia đình này mà cuối cùng lại bị chính cha mình đẩy ra ngoài. Anh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, giọng bình thản nhưng trong lòng đã quyết định. "Bố à, nếu bố đã không cần con lo nữa thì con sẽ không can thiệp nữa, nhưng con nói thật, sau này có xảy ra chuyện gì, bố đừng gọi cho con." Nói rồi, Nam quay lưng bước đi, để lại ông Khôi đứng sững giữa nhà, miệng vẫn chưa kịp khép lại. Buổi tối ấy, Nam đang mải mê làm việc, cố gắng hoàn thành dự án còn đang dang dở. Điện thoại bỗng reo lên, màn hình điện thoại hiện lên tên bố, ông Khôi. Nam ngập ngừng vài giây, lòng đầy nỗi phân vân khi nghĩ đến những lần căng thẳng trước đây, nhưng cuối cùng anh vẫn bấm nút nhận cuộc gọi. Giọng ông Khôi yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia. "Nam à, sao lâu rồi không về thăm bố thế?" Nam thoáng giật mình, cố giữ bình tĩnh đáp. "Bố, lần trước bố đuổi con ra khỏi nhà rồi mà." Ông khôi hắng giọng, giọng pha chút bất mãn. Thì bố tức thì nói vậy thôi, mày cũng tin là thật à? Nam khẽ cười nhạt, nhưng không thể giấu được chút chua chát trong lòng. Dạ, tính con thật à, bố nói gì con biết vậy thôi. Ông khôi tỏ vẻ không hài lòng, giọng nặng nề. Cái thằng này, mày không được một chút nào giống tính bố hết. Nam nhíu mày, nhưng không thể kìm được nỗi tức giận dồn nén bấy lâu. Giống tính bố để làm khổ nhiều người à Không khí trở nên căng thẳng trong chốc lát Nhưng ông Khôi lại thở dài bỏ qua Không muốn cãi thêm Mày Mà thôi Bố gọi điện bảo mày Là dạo này bố thấy người yếu lắm Nhức mỏi khắp nơi Bố sợ Sợ không qua khỏi Nam ngay lập tức nhíu mày Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Anh đã từng thấy cha mình nói những câu như thế nhiều lần Nhưng lần nào Cũng khiến anh không khỏi sợ hãi anh hít sâu một hơi cô chân tĩnh bố đi bệnh viện chưa để con gọi bác sĩ cho bố nhé ông khôi liền than vãn thôi đi viện tốn tiền lắm con ạ à. cứ để bố chết ở nhà cũng được nam cố nén cảm xúc giọng đầy lo lắng sao bố lại nói vậy con người là quan trọng tiền bạc là vật ngoài thân bố cố gắng đợi con về con đưa bố đi khám nam vừa tắt máy trong lòng tràn đầy lo lắng và định đặt vé về nhà ngay lập tức. Nhưng ở bên kia, ông Khôi cúp máy và bật cười khoái chí quay sang bà Vân. Bà thấy chưa? Thằng này nó có hiếu lắm, cứ bảo ốm là nó về ngay. Lần này phải già bệnh nặng hơn nữa để xin nó ít tiền. Bà Vân cười lớn đồng tình. Đúng rồi, tiêu bớt tiền của nó đi, chứ không nó lại mang tiền cho gái thì phí. Mà nó làm được nhiều tiền lắm, không tiêu thì uổng. Hai người nhìn nhau cười sảng khoái, chẳng hề nghĩ đến cảm giác lo lắng, sợ hãi của Nam. Những mưu mẹo giả bệnh, những lời nói dối về sức khỏe chỉ để bòn rút tiền bạc, khiến Nam không chỉ mệt mỏi vì gánh nặng vật chất mà còn bị đánh lừa bởi thứ tình cảm gia đình méo mó. Nam đã cố gắng thu xếp công việc bận rộn để về chăm sóc ông Khôi. Anh luôn nghĩ làm tròn chữ hiếu, nhưng càng chăm anh càng thấy lòng chịu nặng ông khôi không chỉ đòi hỏi sự chăm sóc đơn thuần mà còn trở nên khó tính khắt khe hơn ông luôn yêu cầu nam làm hết việc này đến việc khác mà không chút cảm thông cho công việc bận rộn của con trai buổi sáng nam vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi ông khôi đã gắt gỏng từ trong phòng vọng ra nam bố khát nước mày vào pha trà cho bố ngay còn cái chăn nữa bố thấy lạnh mày lấy thêm chăn đi Nam nhanh chóng và làm theo lời cha Nhưng chưa đầy 10 phút sau Ông Khôi lại gọi vọng ra Giọng đầy bực bội Thế còn sữa của bố đâu Mày để bố chờ cả buổi sáng không ra cái gì cả Thế mày định để bố chết khát chết đói đi à Nam vừa mệt mỏi Vừa căng thẳng Vì công việc Nhưng anh không dám phản kháng Chỉ lặng lặng phục vụ cha mình nhưng trong lòng nỗi thất vọng và áp lực ngày càng lớn chữ hiếu anh đã làm tròn nhưng những đòi hỏi không ngừng của ông khôi khiến anh chẳng còn thời gian cho chính mình buổi tối hôm đó khi nam đang ngồi trước máy tính làm việc gấp cho cơ quan ông khôi lại kêu đau bắt nam phải nghỉ việc để xoa bóp cho ông nam vội vàng ngừng việc làm lặng lẽ làm theo nhưng trong lòng như ngọn lửa đang âm ỉ cháy bố ơi con xin bố để con làm xong việc đã bố đợi con một lát được không à nam nói cố kiểm nén sự mệt mỏi không được ông khôi lập tức giận dữ bố đau mày bỏ mặc bố mà lo việc đấy à mày có còn coi bố ra gì nữa không bỏ việc ngay mày phải lo cho bố trước nam không biết phải nói gì thêm chỉ biết cắn răng chịu đựng bà vân người đáng lẽ cũng phải lo cho ông khôi lại lấy cớ bệnh tật liên tục từ chối trách nhiệm bà luôn nói mình bị chóng mặt tiền đình không chăm ông được và bỏ mặc tất cả cho Nam. Một lần khác, khi Nam đang vội vã chuẩn bị tài liệu để sáng mai thuyết trình, ông Khôi lại lớn tiếng gọi. "Nam ơi, mày nghỉ việc đi, đưa bố đi chụp chiếu, tao đau đầu quá rồi." Nam ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói, "Bố à, bố đợi con một chút để con làm xong việc đã rồi đưa bố đi sau." "Không, tao muốn đi ngay bây giờ." Ông Khôi đập tay xuống giường. Nếu mày không đưa tao đi Tao sẽ tự đi Để xem lúc tao ngã ra đấy Thì mày có hối hận không Nam nhìn cha Lòng đầy mâu thuẫn Anh yêu cha Kính trọng Và muốn làm tròn trách nhiệm Nhưng sự đòi hỏi và hạch sách không ngừng nghỉ của ông Khôi Khiến Nam không còn chút thời gian cho cuộc sống riêng của mình Nam đang loay hoay với công việc trên máy tính Còn ông Khôi thì tiếp tục cằn nhằn Yêu cầu Nam phải bỏ hết công việc để đưa ông đi khám Không khí trong nhà trở nên căng thẳng nam bối rối không biết phải làm sao cho phải bỗng nhiên bà hiền từ đâu xuất hiện bước vào nhà với thái độ quyết đoán nam cháu cứ làm việc đi để cô đưa bố cháu đi khám cho bố cháu đã lớn tuổi rồi không thể phiền cháu mãi thế này được ông khôi nghe vậy mặt sầm lại liền quay ra từ chối ngay cô hiền không cần phải đưa anh đi đâu để thằng nam đưa anh đi nó là con trai anh phải chăm sóc cho anh bà hiền cười nhạt giọng đầy mỉa mai nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. Thôi, anh cứ để em lo cho. Đạo làm anh thì em phải chăm sóc anh cho đúng đạo hiếu. Chứ Nam nó còn bận trăm công nghìn việc. Sao có đòi nó mãi được. Anh lên xe đi, em chở anh đi cho nhanh. Không để ông Khôi kịp phản đối, bà Hiền nhanh tay kéo ông xa xe. Ông Khôi mặt nhăn nhó, miễn cưỡng đội mũ bảo hiểm, rồi trèo lên xe máy của bà Hiền. Nam đứng nhìn theo, lòng vừa lo vừa ngượng, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, khi bà hiền thay mình gánh vác phần nào trên đường bà hiền lái xe với tốc độ vừa đủ nhưng bỗng dưng tăng ga phóng vù một đoạn làm ông khôi hốt hoảng bám chặt lấy eo bà mặt tái mét cô đi chậm lại đi cô phóng nhanh quá đấy bà hiền nghe vậy liền nhấn phanh kêu két xe chòng chành lắc lư khiến ông khôi suýt nữa ngã nhào anh cứ yên tâm em lái vững lắm chỉ đi đường này cho mát thôi mà bà hiền vừa nói vừa cười như trêu ngươi. Rồi bà cố ý lựa đường tắt, dẫn ông Khôi qua những con đường làng mấp mô, ổ gà, ổ trâu đầy rẫy. Ông Khôi ngồi phía sau không ngừng lắc lư, mặt mũi xám ngoét vì chóng mặt. Mỗi khi xe nhảy lên là ông lại rúm gió, tay bấu chặt vào bà Hiền. Con đường gồ ghè càng làm ông Khôi thêm rối loạn, đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch vì lo sợ. Bà Hiền thỉnh thoảng lại tăng tốc, lượn qua những cánh đồng trải dài, phóng vù qua những con đường đất đỏ, ông Khôi không còn sức chống chọi, mồ hôi dịn ra khắp người. Cuối cùng, ông Khôi không chịu nổi nữa, miệng khô khốc, mắt mở đi rồi hét lớn. Cô Hiền, dừng lại, tôi không chịu nổi nữa, chóng mặt quá đi thôi, cho tôi xuống xe mau. Bà Hiền phanh xe lại bên đường. Ông Khôi vừa bước xuống đã nôn thốc nôn tháo, mặt mày nhăn nhó, người lảo đảo. Sau khi nôn xong, ông Khôi quay sang mắng bà Hiền, giọng đầy bực tức. Mày cố tình chơi đẻo tao đấy à Mày định làm tao chết trên đường đúng không Bà Hiền tỉnh bơ Đáp lời bằng giọng nhẹ tinh Nhưng không kém phần mỉa mai Em thấy anh mê mệt đầu óc quá Nên đưa anh ra đây Cho gió lùa vào Thông não anh một chút thôi mà Có gì đâu mà anh lo Ông Khôi dẫn đến nổi cơn tam bành Mặt đỏ tía tai Cái con mắt dậy này Mày làm tao đang không ốm Thành ốm luôn đây này Bà Hiền cười khẩy Thế thì anh bớt giả vờ đi Lo cho sức khỏe thật đi Đừng làm khổ con cháu Nó đang cày ngày cày đêm ngoài kia Để nuôi cả cái nhà này đấy Ông khôi sững lại Không nói thêm lời nào Chỉ ngồi đó thở dốc Lời của bà Hiền làm ông bắt đầu thấy trột dạ Dù lòng vẫn đầy tức giận Tôi đến Nam nhận được tin từ cơ quan Anh sẽ đảm nhận chức vụ quản lý bên chi nhánh nước ngoài Đi trong 3 năm Nam vui mừng nói với ông Khôi nhưng bà vân ngồi đó mắt nhìn nam với vẻ đầy tính toán rồi thở dài nhẹ nhàng thôi cháu ạ à, bố cháu yếu lắm rồi mà cháu còn tính đi nước ngoài bỏ bố ở nhà thì ai lo bố già rồi không sống được lâu nữa đâu cháu phải nghĩ cho bố chứ nam sững lại nhìn từ bà vân sang ông lòng anh dậy lên cơn nghi ngờ nhưng lại không muốn tin đó là sự thật con không thể ở mãi đây được bố con vừa được đề bạt đi làm ở nước ngoài, đây là cơ hội của con, con phải đi." Nam nói giọng pha chút van xin. Ông khôi ngồi dậy, mắt đỏ lên giận dữ. "Mày đi, mày đi thì bố chết mất, mày bỏ bố thế à? Bao nhiêu năm nay mày lo cho bố, giờ mày định bỏ bố mà đi sao? Đừng đi Nam, bố chỉ có mình mày thôi." Nam sững người, cả cuộc đời anh đã luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm với cha, nhưng giờ khi cơ hội mơ ước ở ngay trước mắt ông khôi lại dùng tình cảm gia đình để giảng buộc anh một lần nữa anh nhìn cha cảm giác bất lực xâm chiếm bà vân thêm lời như rót vào tay ông khôi bố cháu nói đúng đấy nam ạ à. bố cháu đau ốm thế này con mà đi rồi ai chăm sóc người già mà không có con cái bên cạnh thì khổ lắm cháu phải nghĩ kỹ đi đừng bỏ bố lại con là con trai duy nhất mà nghe những lời đó Ông Khôi càng tức giận hơn Mày mà đi Bố thề bố sẽ chết cho mày coi Bố không sống nổi đâu Nam nghẹn ngào Lòng chịu nặng Nhưng lần này anh đã quá mệt mỏi Anh đã hy sinh nhiều năm cho cha Nhưng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi Bố Con hiểu bố lo Nhưng con không thể bỏ lỡ cơ hội này Bố còn khỏe Bố có thể tự lo được Con đi trong vòng 3 năm thôi ạ à. Ông Khôi đột nhiên bật dậy đập tay mạnh xuống bàn hét lớn. "Mày đi thì bố chết ngay, mày muốn đi thì đi, nhưng đừng hòng quay về mà thấy bố nữa, mày bất hiếu." Ông khôi lao ra khỏi nhà, chạy thẳng về phía bờ sông, nơi ông thường dọa sẽ tự tử mỗi khi có chuyện lớn. Bà Vân hốt hoảng làm bộ lo lắng, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia vui mừng kín đáo. Nam đứng như chết lặng, lòng tràn ngập nỗi đau không nói lên lời. Hàng xóm náo động, khi nghe ông Khôi dọa tự tử. Ai cũng biết tính ông Khôi cố chấp, gia trưởng. Nhưng lần này, tình hình có vẻ nghiêm trọng. Một vài người đến kéo ông Khôi về, nhưng ông cứ khóc lóc than khổ đòi chết. Bà Hiền, em gái của ông Khôi nghe tin, vội vàng chạy ra. Thế anh mình ngồi bên bờ sông khóc lóc, bà không kìm được nước mắt, vừa chạy vừa la. Anh Khôi, anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi đấy à? Bà kéo ông Khôi về, vừa khóc vừa mắng anh làm vậy để làm gì cái nhà này tan nát cũng tại anh hết thẳng nam nó có cơ hội sao anh lại không để nó đi bố mẹ phải là động lực cho con cái chứ không phải là vật cản đường anh sống gần hết đời rồi chẳng lẽ anh vẫn không hiểu được đạo lý ấy sao cuộc cãi vã trên cầu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh ông khôi gương mặt đỏ bừng tức tối nhìn nam rồi lớn tiếng trẻ cậy cha già cậy con tao già rồi Mày phải nuôi và phụng dưỡng tao, đó là đạo lý, mày không thể chối cãi." Người đi đường nghe thấy, ai nấy đều nhìn ông Khôi, có người thì gật gù cho rằng ông nói đúng. Nhưng lúc ấy, bà Hiền từ đám đông bước tới, đôi mắt sáng rực, giọng cứng cỏi vang lên. "Đúng là cha mẹ già thì cậy nhờ con cái, nhưng cái đáng quý nhất là biết tự lo cho mình, không gây thêm phiền hà cho con cháu." bố mẹ không lo được cho con cái thì thôi đừng ép buộc chúng phải hy sinh hết cuộc sống lời bà hiền dứt khoát khiến nhiều người đứng bên đường gật gù đồng tình một cụ già trong đám đông lên tiếng phải rồi tuổi già làm gương việc gì tự làm được thì cố gắng tự làm đừng dựa dẫm vào con cái quá chúng nó đã vất vả mưu sinh ngoài kia rồi về nhà chỉ mong có chút bình yên thôi một người khác tiếp lời chăm sóc sức khỏe tinh thần là để dành ra ngoài kia đối diện với xã hội làm cha làm mẹ đừng tạo thêm áp lực cho con cái hãy để chúng có được tinh thần khỏe mạnh mà kiếm tiền nuôi sống gia đình bà hiền bật khóc rộng lạc đi vì giận anh sống cả đời ích kỷ với người khác như vậy là đủ rồi con cái phải được tự do phấn đấu chứ không phải bị trói buộc vì sự ích kỷ của cha mẹ anh nghĩ anh thương con nhưng anh đang hại nó đấy ông khôi cúi gằm mặt chẳng nói được lời nào bà hiền quay sang nam vỗ vai anh nước mắt chảy dài nam con đi đi đừng vì cha con mà bỏ lỡ tương lai của mình nữa con lo cho bản thân mình là đúng cô sẽ chăm bố con đừng lo cứ phân đấu cho tương lai của con nam nhìn bà hiền lòng đẩy mâu thuẫn anh thương cha nhưng cũng biết mình không thể mãi bị giữ chân đạo làm con anh đã làm tròn nhưng giấc mơ của mình bao giờ anh mới có cơ hội thực hiện. Nhưng cuối cùng, nhìn cảnh nhà dối ren, lòng Nam vẫn không thể dứt bỏ trách nhiệm, anh quay lại nhìn cha rồi cúi đầu thở dài. Con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở lại lo cho bố. Bà Vân nghe thế mừng húm, bà ta bước tới vỗ nhẹ vai Nam làm bộ cảm thông. Nam nó tốt quá, lo cho bố như thế này, ai mà không quý cô hiểu cháu khó xử nhưng quyết định vậy là đúng rồi nam chỉ im lặng lòng ngổn ngang một lần nữa anh phải hy sinh vì cha tối hôm đó bà vân nằm dài trên ghế đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối trong đầu bà tính toán đủ mọi kế hoạch để tiếp tục lợi dụng nam và ông khôi còn nam nhìn cha mình nằm ngủ trên giường lòng chỉ còn lại nỗi chán nản và mệt mỏi buổi tối hôm sau nam về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng vừa bước vào nhà anh đã cảm thấy không khí nặng nề ông khôi nằm trên giường bệnh bà vân thì ngồi trên ghế đối diện mặc chiếc áo hai dây hở hang quần đùi ngắn cũn cỡn vừa nghịch điện thoại vừa ngáp dài nam là thanh niên chưa vợ thấy bà vân ăn mặc như vậy mà cứ đi đi lại lại lượn lờ trong nhà thì chẳng biết làm thế nào anh thấy khó chịu và ngượng ngùng đành lặng lẽ đứng dậy định bụng đi ra ngoài tránh mặt nhưng mỗi khi anh đứng dậy, bà Vân lại cố tình uốn éo, đi qua đi lại ngay trước mặt anh, khiến anh càng thêm chán ghét. Nam à, ăn cơm chưa? Sao không ngồi xuống ăn cùng bố với cô? Bà Vân nheo mắt cười, cái giọng ngọt lịm nhưng đầy mỉa mai. Nam chỉ thở dài lắc đầu. Thôi, cháu sang nhà cô Hiền ngồi chơi một lát, cháu không đói. Thực ra, anh chỉ muốn tránh cảnh ngứa mắt ấy, cảm giác như mình không thuộc về cái nhà này nữa dù đây là nơi anh lớn lên. Bà Hiền đang ngồi ngoài sân thì thấy Nam bước vào, mặt mày nặng nề, bà cười buồn rót cho Nam một chén trà. Con lại tránh mụ ấy sang đây đấy à? Cô biết hết cả rồi, mẹ cha nhà nó sao mà khổ thế? Con cái chăm sóc bố mà phải khổ sở thế này. Nam gật đầu, mắt sầu dĩ. Cô ạ, à, con không biết phải làm sao nữa. Bố thì tin bà ấy, trong khi bà ấy cứ... Cô thấy rồi đấy, con không chịu được. Bà Hiền lặng thinh, chẳng biết khuyên con cháu thế nào, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì bóng bà Vân đã lấp ló ngoài cổng. Bà Vân gión rén đi tới, bộ đồ mát mẻ vẫn trên người, ngó qua hàng rào. Nam ơi, muộn rồi về đi, bố con đang đợi. Nhìn thấy bà Vân, bà Hiền đứng phát dậy, không thể nhịn nổi nữa, bà chống nạnh, nói giọng mát mẻ nhưng đầy mỉa mai. Bà sang đây làm gì đấy? Định tiếp tục cái trò uốn néo của bà ở đây nữa hả? Cái thân già của tôi không chịu nổi kiểu ăn mặc lố lăng này đâu. Bà sống thế mà không biết xấu hổ à? Bà Vân hơi khựng lại, nhưng vẫn cố giữ bộ mặt tự mãn, đáp trả. Ôi giời, chị Hiền khó tính quá. Nhà chị toàn người quen, việc gì phải ngại ngùng. Tôi thấy tôi mặc thế này là bình thường, mát mẻ thoải mái. Chị phải hiểu. Bà Hiền đứng ngay giữa sân, nhìn thẳng bà Vân. Bình thường á? À? nhà có đàn ông con trai mà dám thả rông, chẳng biết xấu hổ, lại còn tưởng là hay ho lắm. Bà Vân mặt bắt đầu đỏ lên rồi chuyển sang khó chịu, giọng chưa chát cãi lại. Chị nói thế là có ý gì? Tôi mặc gì là quyền của tôi? Có ảnh hưởng gì đến chị đâu? Bà Hiền không lùi bước, cười khẩy, ánh mắt như muốn xoáy vào bà Vân. Bà xem lại mình đi, đàn bà có tuổi rồi, ăn mặc hở hang lố lăng. Các cụ có câu, đông che hè mở Bà cứ trưng trổ thế này Khéo mai cảm lạnh nằm nhà cho mà xem Bà Vân bắt đầu lúng túng Mặt mày đỏ gay Nhưng không biết đáp trả thế nào Bà thẹn quá hóa giận Quay lưng bỏ về Tiếng quốc gõ cồm cộp trên nền đất Bước chân lủi thủi nhưng trong lòng đầy ấm ức Bà Hiền không bỏ qua Nhìn theo với ánh mắt hả hê Giọng đầy mỉa mai Này bà Vân Tôi có lòng nhắc nhở thôi Đẹp đẽ gì chưa thấy Chỉ thấy thịt thâm vào hết rồi kia kìa xấu hổ chết đi được bà vân tức giận đến nỗi không nói được lời nào cắn răng bỏ về nhà đóng cửa cái sầm bà hiền lắc đầu quay sang nam con thấy đấy bà ta chỉ muốn lợi dụng bố con thôi thôi thì con còn trẻ lo thân mình là chính đừng để cuộc đời con bị hủy hoại vì những người như thế nam cúi đầu im lặng anh biết bà hiền nói đúng nhưng làm sao anh có thể buông bỏ trách nhiệm với cha mình được bà hiền khẽ thở dài nam ạ à, cô biết cháu lo cho bố nhưng thực ra bố cháu còn khỏe lắm những việc nhỏ nhặt ở nhà cô sẽ lo giúp cho cháu đừng bỏ lỡ cơ hội ra nước ngoài lần này tuổi trẻ thì có một lần cháu không nắm bắt thì sau này sẽ hối tiếc nam nhìn cô trong lòng dâng lên sự cảm kích nam xúc động cô cháu thật sự không biết nói sao cháu lo cho bố sợ cô vất vả bà hiền mỉm cười hiền hậu bàn tay vỗ nhẹ lên vai Nam. Cháu đừng lo cho cô, chăm sóc anh trai mình là trách nhiệm của cô mà. Cơ hội không phải lúc nào cũng có, nếu không đi lần này, sau này cháu sẽ hối hận. Còn về bố cháu, cứ để cô lo liệu, khi nào cháu có điều kiện về thăm, bố cháu sẽ rất vui. Nam ngồi im một lúc lâu, trái tim nặng chịu, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm đi phần nào. Anh biết rằng mình cần phải nắm bắt cơ hội không chỉ vì bản thân mà còn vì tương lai của gia đình, cô Hiền đã cho anh một con đường sáng, giúp anh có thể làm tròn bổn phận nhưng cũng không đánh mất giấc mơ của mình. Anh nhìn cô, giọng xúc động. "Cô, cháu cảm ơn cô, cháu sẽ nghe lời cô, cố gắng để không phụ lòng cô và bố." Bà Hiền gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào. Nam đã trưởng thành, biết nghĩ cho gia đình nhưng không bỏ quên bản thân bà tin rằng đây là quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của cháu mình và cũng là cách để Nam thoát khỏi những ràng buộc không cần thiết. Một ngày nọ, trời vừa tối, căn nhà của ông Khôi đang yên ắng, bỗng vang lên những tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng người đàn ông thô bạo từ ngoài vọng vào. Mở cửa ra, mở cửa ngay, bà Vân đâu, ra đây mà trả nợ. Ông Khôi đang ngồi xem tivi thì giật mình đứng dậy, ông chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng đập cửa ngày càng dữ dội, kèm theo đó là tiếng hét chửi tục tĩu từ những gã đàn ông lạ mặt. Bà Vân ngồi trong phòng, mặt mày tái mét, mắt liên tục đảo qua đảo lại, trông rõ sự sợ hãi. Bà chạy ra phòng khách, khép nép sau lưng ông Khôi, giọng run rẩy. Anh Khôi, họ đến đòi nợ em. Em lỡ vay rút tiền để lo việc, giờ không có khả năng trả. Nếu không trả, họ sẽ giết em mất. Ông Khôi nghe xong, thì bàng hoàng, chưa bao giờ ông nghĩ rằng người phụ nữ mà ông tin tưởng bấy lâu lại vướng vào chuyện nợ nần. Tiếng đập cửa càng lớn hơn, bọn giang hồ gào thét. Mở cửa nhanh lên, chúng tao không thích đợi lâu đâu. Không trả nợ thì đừng trách bọn tao ác. Ông Khôi run rẩy bước ra mở cửa. Ngay lập tức, hai gã đàn ông bạm trợn bước vào, nhìn quanh nhà với ánh mắt hung dữ. Một tên bước đến trước mặt ông Khôi gằn giọng Mụ vẫn đâu? Mau kêu mụ ta ra trả tiền. Hết thời gian khất nợ rồi. Ông Khôi cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run rẩy. Các cậu bình tĩnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết, bao nhiêu tiền mà các cậu đòi ghê gớm thế? Tên Giang Hồ nhếch mép cười khinh bỉ. Bao nhiêu á? À? Hơn 300 triệu chứ ít gì. Bà ta chơi bạc nợ khắp nơi, nếu ông không trả thay thì tối nay bà ta không yên đâu. Nghe đến đây, mặt ông Khôi tái nhợt, hơn 300 triệu, ông chưa từng biết bà Vân lại nợ nần nhiều đến vậy. Bà Vân lúc này run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng, quay sang ông Khôi van xin. Anh Khôi, em lỡ dại, giờ anh giúp em với, nếu không có tiền, chúng nó sẽ giết em thật, em chỉ còn biết trông cậy vào anh thôi. Ông Khôi chưa bao giờ thấy bà Vân như vậy, ông bị đẩy vào tình thế không biết phải làm sao, trái tim ông rồn rập đập mạnh vì sợ hãi, ông đã bị lợi dụng bao nhiêu lâu nay mà không biết. Các cậu đợi tôi một chút, Tôi sẽ sẽ tìm cách trả nợ cho cô ấy Các cậu cho tôi vài ngày Tên giang hồ lập tức quát lớn Vài ngày Tao đã cho mày vài tháng rồi Đừng có mà dở trò lươn lẹo với bọn tao Tụi tao không có thời gian cho mấy trò mèo này Bọn chúng bước tới gần hơn Một tên túm lấy cổ áo ông Khôi Xô mạnh vào tường Mày không có tiền Thì đừng hòng mở miệng xin sỏ Nợ nần thì trả ngay Không thì bà Vân kia Đừng mong sống yên với bọn tao Bà Vân sợ hãi, quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn rụa. Anh Khôi, xin anh cứu em với, nếu anh không giúp, em chết mất. Ông Khôi nhìn bà Vân, lòng dậy lên cảm giác mâu thuẫn. Ông biết mình đã bị lừa, nhưng trong tình cảnh này, ông không còn cách nào khác. Ông cắn răng, gật đầu, nói với bọn giang hồ. Tôi sẽ lo tiền, cho tôi vài ngày nữa thôi, tôi hứa sẽ trả hết số tiền này. Đền giang hồ hất mạnh tay ông Khôi ra, ném ánh mắt khinh bỉ dư gần giọng được tội tao cho mày ba ngày không trả được thì mày đừng trách tội tôi cho ông bà ba ngày không trả được thì ông bà đừng trách bọn tôi tàn nhẫn nói rồi chúng quay lưng bỏ đi để lại ông khôi và bà vân trong căn nhà lặng ngắt ông khôi ngồi bẹt xuống ghế tay run rẩy không ngừng trong lòng ông ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc thất vọng đau đớn và hơn hết cảm giác bị phản bội từ chính người mà ông đã hết lòng tin tưởng bà vân lúc này ngồi trên sàn nhà mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố tỏ vẻ đáng thương anh khôi em xin lỗi em không muốn mọi chuyện ra nông nỗi này em chỉ muốn lo cho anh nhưng rồi lỡ dại xin anh đừng bỏ rơi em ông khôi nhìn bà vân mặt ông như không còn chút sức sống ông không biết phải làm gì nữa tiền đâu để trả nợ còn nam ông làm sao dám đối diện với con trai mình sau khi biết rằng mình đã để bà Vân lừa dối quá lâu. Nhưng rồi ông vẫn không dám nói ra sự thật. Ông nghĩ có lẽ mình phải cố gắng lo nốt số tiền này rồi mọi chuyện sẽ qua. Ông không muốn mất bà Vân, không muốn mất những gì mà ông tưởng là tình cảm bấy lâu. Sau khi bọn ra ngủ rời đi, ông Khôi ngồi thẫn thờ trong căn nhà vắng lặng. Bà Vân vẫn cố bám lấy tay ông, mắt rưng rưng nước mắt cầu xin. Không còn sự lựa chọn nào khác, ông đành phải đi cầu cứu em gái mình, bà Hiền, người duy nhất ông nghĩ có thể giúp mình lúc này. Mặc dù trước đó, bà Hiền đã nhiều lần khuyên can và cảnh báo về bà Vân, nhưng ông Khôi vẫn nuôi hy vọng rằng em gái sẽ thương tình mà giúp ông vượt qua lúc khốn khó. Trời đã xế chiều, khi ông Khôi lặng lẽ bước tới trước cửa nhà bà Hiền, ông gõ cửa tay run run, bà Hiền mở cửa nhìn thấy anh trai mình với bộ mặt tiểu tụy, liền cau mày, chưa kịp mở lời thì ông Khôi đã vội vã van xin. hiền ơi, cứu anh với, bọn nó đến nhà anh đòi nợ, Vân mắc nợ cờ bạc, giờ bọn giang hồ đến đòi tiền, nếu không có tiền, chúng nó giết Vân mất, em có bao nhiêu cho anh vay đỡ, anh sẽ trả lại. Bà Hiền đứng sững, mắt trừng lên, không thể tin vào những gì vừa nghe. Sau bao nhiêu lời cảnh báo, sau bao nhiêu lần mắng mỏ, Ông Khôi vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn bị cái người phụ nữ ấy lừa gạt. Cơn giận bùng lên, bà không còn giữ được bình tĩnh nữa, bà quát lớn, giọng đầy uất ức. Anh Khôi, anh đúng là càng già càng dại, già mà không khôn. Tôi đã nói bao nhiêu lần với anh về con đàn bà ấy rồi, mà anh vẫn không chịu nghe. Cái loại nó lừa anh hết lần này đến lần khác, giờ còn vay nợ cờ bạc, mà anh vẫn muốn giúp nó à? Anh không tỉnh ra được sao? Ông khôi lặng người trước cơn thịnh nộ của em gái, nhưng vẫn cố gắng van xin giọng yếu ớt. "Hiền ơi, anh không còn ai để dựa vào nữa, em giúp anh lần này thôi, rồi anh sẽ lo lại, nếu không có tiền, Vân nó sẽ chết mất." Ngay đến đây, bà Hiền càng tức tối, hai tay run lên. "Anh còn lo cho nó làm gì? Nó chết thì anh đã mất cái gì không? Hay là anh sợ mất con người đã bòn rút hết tiền bạc của anh?" anh tỉnh lại đi tiền mồ hôi nước mắt của thằng nam đổ vào cái nhà này rồi bị nó tiêu sạch sẽ giờ anh còn chạy sang đây đòi tôi cho vay trả nợ cho nó á không đòi nào ông khôi cúi gằm mặt giọng khổ sở anh anh biết mình sai rồi nhưng giờ anh không còn cách nào khác bà hiền đập tay xuống bàn quát lớn sai đến giờ anh mới biết mình sai à cái loại đàn bà như nó thì chẳng bao giờ thật lòng với anh đâu thời gian sống chung anh vẫn không hiểu được con người nó à giờ thì đến nợ cờ bạc giang hồ giang háng tìm đến tận nhà anh vẫn còn bênh vực nó được anh không sợ mất mạng nhưng thằng nam nó đã khổ sở vì anh biết bao nhiêu rồi anh cứ để con trai gánh thêm chuyện của anh thì còn mặt mũi nào mà nhìn nó nữa ông khôi như chết lặng giọng run rẩy yếu ớt nhưng nhưng anh cần tiền gấp không có tiền bọn nó sẽ giết phân thật Bà Hiền đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt ông Khôi, giọng lạnh lùng và đầy quyết tâm. Anh nghe cho rõ đây, nếu anh không tỉnh ngộ, tôi sẽ báo trưởng xóm và chính quyền vào cuộc. Tôi không thể để cái cảnh này tiếp diễn được nữa. Tôi không bỏ tiền cho anh đi trả nợ cờ bạc cho cái loại đàn bà ấy đâu. Anh có nghe không thì tùy, nhưng tôi thề, nếu anh còn dây dưa với nó, tôi sẽ làm cho ra lẽ. Ông Khôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt em gái, lòng tự tôn của ông bị xé toạc còn lòng tự trọng thì đã sụp đổ từ lâu. Ông hiểu rằng bà Hiền nói đúng, nhưng ông vẫn không dám đối diện với sự thật. Ông đã mất tất cả, tiền bạc, niềm tin và cả sự tôn trọng của con cái. Ông đành lủi thổi ra về, tay chân run rẩy, mang theo nỗi tủi hổ và thất vọng. Sau khi bị bà Hiền mắng te tát, ông Khôi trở về nhà trong nỗi tủi hổ và mệt mỏi tột độ. Mọi hy vọng cuối cùng của ông đã sụp đổ. Ngồi lặng thinh trên chiếc ghế gỗ cũ, Ông cố gắng nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Ông từng tin vào tình cảm của bà Vân, từng nghĩ rằng mình vẫn còn chỗ dựa trong những ngày cuối đời, nhưng tất cả đã đổ vỡ như bong bóng xà phòng. Bà Vân lúc này không còn giữ bộ mặt dịu dàng thường ngày nữa, nhìn ông khôi tay trắng trở về, bà lập tức tỏ thái độ giọng chua chát. Thế là ông đi cả buổi cũng không xoay được đồng nào à? Anh em ông còn có chút ít tiền mà cũng không giúp nổi, đúng là vô dụng. Ông Khôi thở dài Nhìn bà Vân với đôi mắt mệt mỏi Anh đã cố hết sức rồi Nhưng Hiền nó không giúp được Nghe thế bà Vân lập tức gắt lên Ông tưởng nói thế là xong à Tôi theo ông bao lâu nay Hầu hạ ông từng ly từng tí Giờ có chuyện thì ông bỏ mặc tôi chết sao Ông nghĩ mình là ai Cả đời chẳng làm nổi trò chống gì Tiền thì hết Giờ nợ nần thì để tôi gánh Tôi không sống nổi với cái loại người như ông Ông Khôi cúi đầu không nói nổi lời nào. Cái sự thật vũ phàng ấy cuối cùng đã phơi bày, nhưng ông không còn sức mà phản ứng nữa. Ông chỉ ngồi đó, tay nắm chặt thành ghế, lặng im trong nỗi đau thấu tim. Đêm hôm đó, căn nhà im ắng một cách lạ thường. Ông Khôi nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng cơ thể dã rời, chẳng còn chút sinh lực. Những lời chửi bới của bà Vân vẫn vang vọng trong đầu ông, như những nhát dao cưa sâu vào trái tim cả đời ông đã sai lầm và giờ đây cái giá phải trả quá đắt bà vân thì khác sau khi buông những lời cay độc bà không hề cảm thấy hối hận hay thương cảm trong đầu bà chỉ có một điều duy nhất bỏ đi trước khi quá muộn bà biết ông khôi không còn giá trị lợi dụng nữa nếu ở lại bọn giang hồ sẽ tìm đến bà lúc đó bà sẽ không còn đường thoát khoảng nửa đêm khi ông khôi đã chìm vào giấc ngủ mệt mỏi bà vân rón rén vào phòng ông bằng những ngón tay quen thuộc và khéo léo bà lục lọi khắp nơi sau một hồi tìm kiếm bà phát hiện ra một ngăn kéo nhỏ nơi ông khôi giấu số tiền ít ỏi nam gửi về đôi mắt bà sáng lên khi nhìn thấy những tờ tiền được cuộn gọn ghẽ chẳng còn gì nhiều nhưng cũng đủ để đi chỗ khác bà ta lẩm bẩm một mình cười khẩy bà gom hết số tiền đó không để lại một đồng nào rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Tất cả chỉ diễn ra trong im lặng, gọn gàng và tàn nhẫn. Bà không cần nói lời từ biệt, cũng chẳng cần để lại lời nhắn nào. Bóng đêm bao trùm, bà Vân bước ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tất cả. Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng như khép lại luôn những năm tháng mà ông Khôi từng tin tưởng vào tình yêu và sự chăm sóc giả tạo của bà. Sáng hôm sau, ông Khôi tỉnh dậy cơ thể vẫn mệt mỏi dã rời sau một đêm mất ngủ. Ông cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác có gì đó không ổn. Căn nhà lặng ngắt như tờ, không có tiếng bước chân nào của bà Vân, không có tiếng gọi quen thuộc. Ông lảo đảo bước ra khỏi phòng, lòng thấp thỏm. Đến khi nhìn quanh nhà, ông mới nhận ra bà Vân đã đi. Ông mở tủ và ngay lập tức cảm giác như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim. Số tiền nam gửi về, toàn bộ đã biến mất. Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn ông sụp xuống ghế đôi mắt mở đi nước mắt dâng lên nhưng không thể rơi ông đã mất tất cả bà vân không chỉ lấy đi tiền bạc bà còn lấy đi cả những gì ông khôi từng tin tưởng và dựa dẫm tình yêu sự quan tâm tất cả chỉ là vỏ bọc cho một âm mưu bòn rút mà ông không hề nhận ra cho đến lúc quá muộn ông ngồi đó trong sự im lặng đến nghẹt thở một người đàn ông già cỗi cô độc và bị phản bội ông khôi ngồi lặng Nhìn chằm chằm vào khoảng không, nỗi cay đắng xâm chiếm tâm trí, cả cuộc đời ông từ khi còn trẻ đến khi già đã trôi qua trong những sai lầm lớn mà ông không hề tỉnh ngộ. Ông đã từng lạc lối trong cờ bạc, đã từng đánh mất gia đình vì thói hoang phí. Và giờ đây, tuổi già của ông cũng bị cướp đoạt bởi chính sự mù quáng của mình. Nhớ lại những năm tháng cũ, ông thấy lòng chịu nặng hối hận, nếu ngày đó ông nghe lời vợ, biết tiết kiệm biết giữ gìn gia đình thì có lẽ ông đã không rơi vào hoàn cảnh này. Ông nhớ lại từng lần vợ khóc lóc van xin ông đừng đánh bạc nữa. Từng lần con trai ông nhìn ông với ánh mắt thất vọng. Nhưng tất cả những lời khuyên đó, ông đều gạt bỏ ngoài tay, cho rằng mình biết đúng sai. Giờ đây, khi ngồi một mình, ông mới nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Trẻ ông bị lừa bởi cờ bạc, già ông bị lừa bởi tình yêu giả tạo nỗi cô đơn ngự trị trong ngôi nhà trống rỗng ông khôi cảm nhận rõ ràng sự mất mát đang gặm nhấm tâm hồn mình từng chút một cả đời ông chỉ còn lại sự trống rỗng và hối hận ông chợt nhớ đến lời bà hiền từng mắng anh sống cả đời mà không biết mình sai anh tự tay đẩy hết những người thương anh ra xa bây giờ thì quá muộn ông không còn gia đình không còn tiền bạc và cũng không còn lòng tự trọng sự mù quáng đã đưa ông đến đỉnh điểm của sự đau khổ. Và cái giá ông phải trả là mất tất cả, cái giá của sự thiếu suy xét và xa ngã vào những niềm vui phù phiếm là sự cô đơn và hối hận trong những ngày tháng cuối đời. Sau khi bị bà Vân lừa dối và bỏ rơi, ông Khôi đã trải qua một quãng thời gian đầy đau đớn và hối hận. Từ một người từng có tất cả, ông rơi xuống vực sâu của sự mất mát và tuyệt vọng. Nhưng nhờ sự động viên của bà Hiền và sự giúp đỡ của Nam, ông Khôi dần tìm lại được cân bằng trong cuộc sống thông qua các hoạt động từ thiện. Trong những chuyến đi thiện nguyện cùng với bà Hiền, ông tỉnh cờ ghé qua một xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ. Tiếng búa, tiếng đục và mùi gỗ quen thuộc khiến ông nhớ lại thời hoàng kim của mình. Khi ông từng là chủ một xưởng gỗ lớn ở Hà Đông, tình yêu với nghề gỗ vốn đã bị quên lãng qua những năm tháng xa ngã, giờ đây chợt sống lại ông đứng lặng nhìn những người thợ đang miệt mài đục đẽo cẩn thận tạo nên những chi tiết tinh xảo trên những món đồ gỗ trái tim ông bỗng nhiên rung động những ngón tay ông từng khéo léo chạm trổ bao nhiêu sản phẩm tinh tế giờ đã run rẩy và yếu ớt nhưng trong lòng ông lại bừng lên một ngọn lửa quen thuộc bà hiền nhìn thấy ông khôi dừng lại trước sưởng gỗ liền nhẹ nhàng nói anh khôi này hay là anh thử quay lại với nghề cũ xem sao anh có tài năng đừng để nó phí hoài Ngày này anh đã từng yêu, biết đâu nó giúp anh tìm lại được niềm vui." Ông Khôi hơi lưỡng lự rồi khẽ gật đầu. "Ừ, anh cũng nghĩ thế, nhưng tay anh giờ không còn vững như xưa, liệu anh còn làm nổi không?" Bà Hiền vỗ vai anh, cười ấm áp. "Có tài thì không bao giờ mất, anh cứ thử lại xem, dù có không vững tay như trước, nhưng anh vẫn có thể làm ra những thứ ý nghĩa." nam nghe được ý định của cha liền ủng hộ nhiệt tình anh tìm một số người quen trong làng nghề để giới thiệu cho ông khôi họ chào đón ông trở lại với niềm kính trọng bởi trong giới thợ mộc ông khôi từng là một người có tay nghề bậc thầy ban đầu ông khôi chỉ tham gia làm những việc nhỏ như phụ giúp đục đẽo các chi tiết đơn giản hoặc sơn sửa lại những món đồ cũ từng nhát đục từng động tác quen thuộc từ thời trai trẻ dần quay lại với ông dù bàn tay đã run mắt đã mờ nhưng khi chạm vào gỗ ông cảm thấy mình như trẻ lại, niềm vui nhỏ nhoi nhưng chân thật dần nhen nhóm trong ông. Một ngày nọ, chủ xưởng giao cho ông Khôi một khối gỗ nhỏ và nói Anh Khôi, tay nghề của anh vẫn còn tốt lắm, thử làm một món gì đó cho riêng anh đi, anh muốn làm gì, chúng tôi đều hỗ trợ. Ông Khôi mỉm cười, nhận khối gỗ về nhà, lần đầu tiên sau bao năm, ông tự tay tạo nên một tác phẩm của riêng mình. Ông đục đéo từng chút một, từng chi tiết nhỏ hiện ra dưới bàn tay của ông mỗi vết chạm, mỗi đường cắt đều mang theo ký ức của những ngày tháng cũ khi ông từng là một người thợ mộc tài hoa. Sản phẩm đầu tiên sau nhiều năm của ông là một bức tượng vật nhỏ, đơn giản nhưng tinh xảo. Ông Khôi nhìn tác phẩm hoàn thành với đôi mắt lấp lánh niềm vui. Lần đầu tiên, ông cảm thấy mình có giá trị trở lại. Tin tức về ông Khôi trở lại với nghề gỗ nhanh chóng lan ra. Những người bạn cũ, những đồng nghiệp trong làng nghe tin đều tìm đến. Họ chia sẻ và mời ông tham gia các dự án nhỏ lẻ, không ai còn nhắc đến những sai lầm trong quá khứ của ông mà chỉ nhìn vào tài năng và sự đam mê mà ông đã dành cho nghề. Ông Khôi bắt đầu tham gia sâu hơn vào các công việc làm đồ thủ công mỹ nghệ, không còn tham vọng kiếm nhiều tiền, ông chỉ muốn làm những món đồ ý nghĩa như cách để trả lại cho đời những gì ông đã đánh mất. Các sản phẩm của ông từ những bức tượng gỗ nhỏ đến những chiếc hộp gỗ tinh xảo đều mang trong mình tâm hồn của một người từng đi qua quá nhiều sai lầm và giờ đây tìm lại được chính mình cuộc sống của ông khôi dần trở lại bình yên ông không còn nghĩ nhiều về những gì đã mất mà tập trung vào hiện tại mỗi ngày ông đều dậy sớm bắt đầu một ngày mới với công việc đục đẽo chạm khắc các sản phẩm của ông tuy không phải là những tác phẩm lớn nhưng chúng mang đến cho ông niềm vui và sự thanh thản Nam thấy cha dần lấy lại được niềm vui, cũng an tâm hơn, cả gia đình ông Khôi cuối cùng tìm thấy sự bình yên sau những sóng gió cuộc đời. Một buổi chiều, Nam cùng với bà Hiền đến thăm ông, cả ba ngồi dưới tán cây trong sân, thưởng thức chén trà thơm trong ánh hoàng hôn dịu dàng. Nam thấy cha mình đã khác xưa, gương mặt không còn u uất và mệt mỏi, mà thay vào đó là vẻ thanh thản trầm lắng. Ông Khôi cuối cùng đã tìm được sự yên bình trong tâm hồn, điều mà cả đời ông từng đánh mất. Bà hiền cười, đưa mắt nhìn ông Khôi rồi nhẹ nhàng nói: "Anh Khôi này, người xưa có câu, nhàn cư vi bất thiện, khi con người rảnh rỗi quá thì dễ sinh ra những điều xấu, chỉ khi lao động, sống với đam mê và làm việc có ích thì tâm hồn mới được an nhiên. Anh thấy không, giờ đây anh đã biết làm việc có ý nghĩa, giúp đỡ người khác, lòng anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi." ông khôi khẽ gật đầu giọng nói trầm ngâm nhưng nhẹ nhàng em nói đúng hiền ạ à, sống mà không có việc gì làm không có đam mê tâm trí dễ xa đọa vào những điều tầm thường anh đã mất bao nhiêu năm chỉ để nhận ra điều đó giờ anh thấy làm những việc nhỏ giúp đỡ những người xung quanh tạo ra những thứ ý nghĩa bằng đôi tay này là điều đáng quý nhất bà hiền cười hiền hậu rồi nhìn sang nam nói tiếp đúng vậy người ta sống không phải chỉ để hưởng thụ mà còn phải biết sống có ích nhất là ở tuổi già sống vui sống khỏe sống có ích mới thật sự trọn vẹn anh giờ đã hiểu được điều đó và như vậy là để phúc cho con cháu cha mẹ hiền lành tử tế con cháu nhìn vào mà noi theo không chỉ là để lại tiền của mà là để lại phúc đức nam nhìn cha đôi mắt đầy sự cảm phục anh biết rằng Cuộc đời đã dạy cho cha mình một bài học lớn và ông Khôi đã tìm lại được chính mình trong những năm tháng cuối đời. "Bố ạ, à, cô nói đúng đấy, sống vui, sống khỏe, sống có ích là điều quan trọng nhất. Con thấy bây giờ bố đã tìm lại được niềm vui qua những công việc mà bố yêu thích và điều đó làm con hạnh phúc. Con chỉ mong bố giữ gìn sức khỏe, tiếp tục sống thanh thản như bây giờ thôi." Ông Khôi cười hiền, đôi mắt đầy xúc động nhìn con trai. Bố hiểu rồi Nam ạ, à. bố sẽ sống cho tử tế, cho có ý nghĩa, không chỉ để làm gương cho con, mà còn để tự thấy mình còn có ích cho đời. Bên tách trả ấm, ông Khôi cảm nhận rõ ràng sự bình yên trong lòng mình. Ông không còn tìm kiếm hạnh phúc từ những phủ phiếm xa vời, mà từ chính những điều giản dị. Một công việc có ý nghĩa, những mối quan hệ chân thành và sự bình an trong tâm hồn. Các bạn thân mến! Cuộc đời dù ngắn ngủi hay dài lâu đều phải được sống một cách vui vẻ, khỏe mạnh và có ích. Khi con người biết lao động, biết yêu thương và sống chân thành, không chỉ giữ cho tâm hồn mình trong sáng mà còn để lại phúc đức cho con cháu. Hãy tìm niềm vui trong chính công việc của mình, chỉ khi bận rộn với những việc có ý nghĩa, ta mới tránh xa được những cám dỗ và sai lầm. Sống hiền lành tử tế là để lại giá trị bền vững cho thế hệ sau, đó mới là tài sản lớn nhất. Của một đời người. Các bạn thân mến, chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.